Xin chào tất cả quý vị, hôm nay Vi về được một cặp loa Bookshelf đến từ thương hiệu đình đám của Anh Quốc, thương hiệu Tannoy nha quý vị. Cực kỳ đẹp, còn nguyên bản, nói chung là bao rim tuyệt đối 100% nha quý vị. Đây quý vị thấy cái lưới của nó có cái cờ Anh, Made in Anh nha quý vị. Hai bên nó có hai cái sọc trắng nè, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ lưới nè quý vị, lưới rất là nặng. Đây quý vị thấy cái cờ Anh Quốc nè, cái sợi này bằng kim loại, hai cái sợi chỉ là bằng kim loại nha quý vị. Lưới của nó nè quý vị, rất là ok. Này là cái băng keo nó dán vậy nó bung lên, còn cái băng keo mở luôn nè quý vị. Lưới gần đây, tem lưới gần đầy đủ nha. Để đi quay từ từ quý vị xem, rồi đi quay model loa, rồi đi báo giá, rồi đi thử nhạc luôn nha quý vị. Và đây là model của nó nè quý vị, in Bookshelf 10. 10 này là tượng trưng cho cái đường kính của loa bass là 10 in. 10 in thì tương đương với cm là 25 cm. Tannoy United Kingdom này quý vị. Đây, in Bookshelf 10. Thùng là thùng gỗ lạc nha quý vị, rất là đẹp. Quý vị thấy cái loa bass này nó thiết kế giống với cái dòng Tannoy Edition MK2 quý vị. Giống luôn. Găng cao su nè quý vị. Cái viền ngoài thì như cái này là vàng, có vàng trong này không? Quý vị thấy vàng màu vàng đây. Đây. Đây là kim vô. Găng cao su còn rất là bền luôn quý vị. Và cái này là trep nickel ở trong đây, bát đồng trục nha quý vị. Đây. Đây mũi của nó, mũi hình viên đạn nha quý vị, cũng vàng luôn. Hai cái là hai cái chấm là hai cái râu quý vị ạ. Đi chưa lau bụi luôn quý vị, đi quay luôn lên nè, chưa lau bụi luôn nha. Dòng này nó có trợ kháng là 8 ohm nha quý vị. Chiều cao 52, chiều rộng 37 và chiều sâu 26. Đi qua một cái loa bên đây rồi nè. Đây, hai cái loa nào cũng còn đẹp hết chứ. Này hồi nãy. Quý vị thấy cái loa không? Còn rất là đẹp luôn quá quý vị. Răng nguyên bản, cái này nó làm cái đường nó dơ dơ vậy thôi chứ không phải là bị rách bị gì nha. Rồi đi quay hết phía sau phía trước rồi, giờ đi quay ra phía sau nha quý vị. Đây quý vị nào cần dòng loa Tannoy Bookshelf thì rất là nặng quý vị. Thì quý vị nghiên cứu em này. Đây, tem của nó nè, trạm loa này quý vị, riêng toàn bộ hết, nói chung là bao riêng bao tết. Quý vị thấy cái thùng không? Tannoy là một thương hiệu không cần phải giới thiệu nhiều. Đến bây giờ thì hãng của nó vẫn phát triển rất là mạnh. Và với mức giá cũng cực kỳ, nói chung là quý tộc. Đi quay lại phía sau hết rồi đấy nha. Cái này bị dùng cái dây loa trạm bắp chuối được đó quý vị. Nhắn thẳng vào thôi. Cái trạm loa của nó này quý vị. Như một bên nó còn cái
cái ghế số seri của tôi nó bay rồi, không còn cái số seri của nó là nó dán vào chứ không phải là nó khắc. Rồi bây nó bay rồi, bây chả biết là nó trùng hay là nó không. Rồi ok, chưa quay kỹ quý vị xem nè, thùng là không bể vỡ nứt vỡ gì hết nha quý vị. Cái màu trắng trắng này là cái màu ở trong kho lâu ngày thôi. Và mức giá cái cặp Emuse 10 này mình bán mức giá là 26 triệu đồng, 26 triệu nha quý vị. Quý vị nào thích dòng loa nhỏ vừa của Tannoy thì cặp này quý vị tìm hiểu rất là ok luôn. Còn cách ăn bây giờ bây test luôn nha quý vị, bây test để quý vị thưởng thức. Và quý vị cũng đừng quên số điện thoại của mình 0907 386 304 nè quý vị. Rồi đi quay ở trên nè quý vị nhìn nha. Rồi bây giờ đi quay cái phía trước là cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn, tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh, bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều rì rào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mà cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn. Ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương, riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tháng. Cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn, tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh, bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều rì rào qua sông.
người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim. Mà cả dòng sông bỗng phút trông sẽ quay về nguồn. Đèn ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Gì người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương.